Hứa cúng cái gì không hứa, đằng này lại hứa cúng cái đầu của vợ mình. Một cái câu chuyện có thật xảy ra ở Cà Mau. Cái câu chuyện này thì Duy được một anh trai kể lại. Anh nói thì nó xảy ra hồi năm 2005. Thời điểm đó là nó chấn động một thời luôn mà. Ở cái xứ của ảnh là hầu như nhà nào cũng nuôi tôm, nhà nào cũng có một cái vuông tôm hết. Trong xóm thì có gia đình của một cái anh này, ảnh có vợ và hai đứa con. Lúc đó ảnh cũng nuôi tôm, mà mấy năm trước ảnh nuôi tôm cũng trúng dữ lắm, cũng có lời. Nhưng mà mấy năm đổ lại đây á, ảnh nuôi tôm thất bát dữ lắm. Tôm nó không bệnh thì nó chết, mà nó không chết thì bán không có được giá. Thành ra là cứ đổ tiền vô mua tôm giống, rồi mua thức ăn, mua nguyên liệu này nọ đó, không có đủ đâu vô đâu hết trơn á. Cuối cùng là thất bát, rồi nợ nần thiếu nợ người ta. Trong cái cảnh túng thiếu như vậy đó,